Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài. Vạn lạy đấng cứu độ trần gian, đấng từ bi toàn năng hằng hữu. Xin thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin thương xót, xin thương xót chúng con và cả muôn loài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài. Vạn lạy đấng cứu độ trần gian, đấng từ bi giàu lòng thương xót. Xin tin thác hồn xác con trong tay của Chúa. Xin tin thác cuộc đời con nơi lòng xót thương của Ngài. Vạn lạy đấng cứu độ trần gian, đấng từ bi toàn năng hằng hữu. Xin thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin thương xót chúng con và cả muôn loài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài. Vạn lạy đấng cứu độ trần gian, đấng từ bi giàu lòng thương xót. Xin tin thác hồn xác con trong tay của Chúa. Xin tin thác cuộc đời con nơi lòng xót thương của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài. Nơi Ngài.
về năm nào ngài chết treo thân thập tự, ngài đã hiến dâng mộng đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Yeah.
biết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin mừng vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh nghe. Lạy Chúa, con trông cậy mừng vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con dự đạo đến ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt và lành vô cùng. Lạy vì tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu ăn chịu chết vì con mà. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con đại vang Chúa, mà Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xô con xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lắng tâm thân con. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Mắt con chan chứa dòng lệ thắm, dưỡng trong trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con trông cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa và Chúa đã tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ông Joseph người Arimathê xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái, ông Phi-la-tô chấp nhận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược được trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai, vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho Đức Giêsu Kitô, con của người, được sống lại từ cõi chết. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa cho mọi người còn sống và đã qua đời được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể giáo hội được bền lòng tin tưởng và chân thành hợp nhất với nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa
cứu thế giới khỏi mọi hiểm họa chiến tranh. Xin Chúa dâm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha nhân từ thương đến những anh em đang thiếu nhà cửa, lương thực và công ăn việc làm. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà Anna là người thân yêu của chúng con, đã là nhân bí tích thanh tẩy mà nay đã qua đời, được chung hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà Anna đã là nhân mình thanh chúa là bánh trường sinh, được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ chờ ngày sống lại, được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ và ôi an tất cả anh chị em đang buồn phiền sầu khổ vì cánh tan tóc. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang tin tưởng và sốt sắng tụ họp nơi đây, được sum họp trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Cha trên trời là Cha chúng con, xin làm cho mọi người biết Cha là Thiên Chúa, biết tin nhân quyền Cha công trị, biết thi hành cả dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con ngày hôm nay dù lương thực hàng dùng, xin thứ tha tội lỗi chúng con cũng như chúng con đã tha thứ cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con phải xa trước cam dỗ, nhưng xin cứu cho khỏi an phận. Cha đã đại thương gọi ra khỏi thế gian này về với Cha, xin cho linh hồn này thoát khỏi xương xích tội lỗi, về hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời, và được sống lại vinh quang giữa hàng các thánh và những người Cha đã chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha, xin cho linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn an nam. Con tôi xin trong ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh ăn có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng mọi người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống bày amen. Thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm nhân người thay sạch. Này Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời, cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù mục và được nghỉ yên amen. Cho linh hồn Anna mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa cho linh hồn Anna mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con, cho sạch các người lấy cuộc đời mà sương lấy bằng sạch mà bóng hoàn toàn trong năm ca. Nào có khi nào có bằng thiếu ôn, chào bằng thiếu ôn.
hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Ôi thân phận của con người, vừa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc đi qua mau, núi tiếc chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Ôi muôn sự đều hão huyền, già cha và đạo điên, một điều vững bền thiên thu, đức kính yêu Chúa Trời. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hãi hà. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Oh,
xin chân thành cảm ơn đến quý bà, quý chị vì tình thương mến với em tôi mà quý bà, quý chị đã đến đây chân người kinh cầu nguyện cho người thân yêu của chúng tôi là mẹ, là bà vừa mới qua đời. Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trong lúc đau thương bối rối này, nếu có điều gì thiếu sót, xin quý bà, quý chị cũng trải lời qua cho. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao diều dặn dơ, nắng mưa xóm chiều cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội réo neo nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quạng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ. Đối với tâm trạng con người, chúng ta cảm thấy một nỗi mất mát, một nỗi buồn đau khi người thân yêu của mình ra đi. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, tôi thiết tưởng đó là một niềm vui cho bà. Bà về với Chúa để được mùa xuân bất diệt. Chúng ta thân phận con người là trò yếu đuối, không tránh được những yếu đuối, những lỗi lầm. Chúng ta hiện diện nơi đây để cùng chia sẻ nỗi mất mát, nhưng đồng thời cũng hợp ý với nhau để chúng ta chứng minh Thiên Chúa là người tin tiếng hát những hy sinh của chúng ta, những cầu nguyện của chúng ta, để chúng ta cầu xin cho bà Anna về được hạnh phúc muôn đời. Chúng ta từ đó từ đây chúng mời mọi người hợp ý với chúng tôi để chúng ta cùng đi lời cầu nguyện. Xin về cha và con và thánh thần. Amen. Xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba loài nghe lời con thiết tha, tình thương nên ăn con ngày đêm, lòng tâm xa vốn tràn lan ơn thiêng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương cách mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cởi vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà cho bà Anna, người chị em của chúng con, được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết
và xin cho bà được tham dự vào sự sống phục sinh của người đêm muôn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả, và khi môi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này để trở nên nhà tạm cho thân xác bà Anna trong lúc đợi chờ ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, đứng đang ngự bên hữu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa, lạy Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là đấng làm chủ sự sống và sự chết, là đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tấm khăn liệm trải trên mọi nước, và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây lạy Chúa, xin đoái thương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì hiệp thông với người đã qua đời trong những hy sinh và lời cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống biết liên kết với nhau trong yêu thương và cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Bài thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cứ mùa trần gian này bị hủy đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh viễn ở trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta hằng bảo rằng, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chân nhờ đức tin chứ không phải vì đã thấy. Chúng ta tiến ước, chúng ta cũng bảo rằng và ước ao lìa xa thân xác để trở về cùng Chúa. Vì thế dù ở trong thân xác hay ra khỏi thân xác, chúng ta hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa, bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta hiểu. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Chúa Kitô, con của người từ cõi chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người qua cố là bà Anna. Xưa kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận bằng sông vĩnh cửu, chưa có toàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Bà bên hằng sông, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà bà Anna đã sai phạm vì sự mong giòn của loài người, để bà được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hãy vòng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con.
chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang họp nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc thanh nhàn trong nơi đầy ánh sáng, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng con xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh đang có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy tâm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đuổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán được, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thành. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù mục và được nghỉ yên. Amen. Chúa nhân từ cho linh hồn an nga được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con biết thôi đường mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Chiều vui cùng tiếng trẻ thơ thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bác hai đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến thank you.
hiền vui thương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo không quạng thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc mai đau buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm chúng tôi ban trị sự giới gia trưởng xứ và ban trị sự giới gia trưởng chín giáo họ đến đây xin được chia buồn cùng tang quyến. Dẫu biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, thế nhưng với bản tính xác thịt thường hay nuối tiếc người thân và biết rằng kể từ ngày hôm nay con không còn mẹ, cháu không còn bà, chắc không còn cố. Thế nhưng với niềm tin tưởng vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hy vọng một ngày kia sẽ được gặp lại bà Anna trong nhà cha chung của chúng ta ở trên trời. Và chúng tôi nghĩ rằng ngay giây phút này đây, bà Anna đang rất cần những lời cầu nguyện thật sốt sáng của chúng ta. Vì thế chúng tôi xin kính mời tá quyến cùng toàn thể cộng đoàn hợp ý với chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn bà Anna mau được về hưởng nhan thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa về ân u con ngày đêm nhận thần sáng hồn thảm thảm hướng thiên ngày Chúa. Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, là phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được hả? Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên lễ. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng nước Cha thì đến ý Cha để làm dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta để tội và sự chúa. Amen. Maria để không đến Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Maria để không đến Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Tại Maria lúc này Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thiên này và không giờ lắm giờ. Amen. Maria để không đến Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, con chúng con là kẻ có tội thiên này và chúng giờ lúc giờ. Amen. Thánh Maria, Chúa Trời, cùng bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, con chúng con là kẻ có tội thiên này và chúng giờ lúc giờ. Amen.
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con nay vì danh Chúa chân từ thiên phần phúc con trông mong con tiến dâng người trong lòng cây trông chớ xin con Chúa ơi vì Chúa là chúng con tựa nương tháng năm trong cánh tay người hồn con vui sống tình yêu Chúa khoan dung bền vững. Bài tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta đã ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không khước từ họ. Vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì người đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý của Cha ta, Đấng đã sai ta, là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Cho người còn sống được ơn tân đời, cho kẻ đã qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lời Chúa. Chúa đã chuẩn bị tích thanh thần và làm cho linh hồn Anna được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Anna vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu thịt Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Anna. Xin Chúa cho linh hồn Anna được giải thoát khỏi xiềng xích chư chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy cảm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rồi được bởi Chúa. Ôi sao xa soi lối cho con lúc vượt biên thế gian. Lạy mẹ là ngôi sao xa soi lối cho con thắng về nơi cung nhà. Con và thân thần. Amen. Kính thưa Ban trị sự chính giáo họ cho giáo xứ Minh Tùng, tôi xin được thay lời cho hai em Trương và Liên cũng như Đan Quyến xin chân thành cảm ơn quý ông quý anh đã vì tình thương mến đến đây để dâng lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Anna là người thân của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nguyện xin Chúa trả công bồi hầu cho quý ông quý anh và chữ giáo trưởng giáo xứ chúng ta được luôn vững mạnh và nhiệt thành trong mọi công việc hoạt động trong giáo xứ. Một lần nữa thay lời cho Trang Quyến xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh và quý ông. Được tin bà Anna được Chúa gọi về, hai đoàn hội cầu nguyện đến thành kính dâng hương cùng gia đình và chị Hạnh là thành viên của cầu nguyện. Sự chết làm chúng ta mất đi một người thân trong gia đình, trong họ hàng, nhưng cũng là lời Thiên Chúa nhắn nhủ và mời gọi chúng ta suy nghĩ về đời người và nhất là về đời sau. Đây là cơ hội để chúng ta ý thức hơn về sự mau qua của kiếp người và ý thức rằng điều cần nhất cho đời ta đó là được cứu rỗi, đó là đạt
việc vẫn ai trong lời cầu nguyện cho linh hồn bà Anna mới qua đời được về hưởng nhan thánh xứ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đang ngồi thánh đường. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin. Cho cõi tu ngục qua được yên, Amen.
ba tiếp tục cùng nguyện cho linh hồn Anna sớm được lần nữa xin thánh ý. Sự liên đới thân thương anh chị em đến đây để đồng cảm với nỗi đau khi mất đi một người mẹ, một người bà trong cuộc sống trần gian. Mất mẹ là chúng ta có thể nói mất đi cả một bầu trời yêu thương trong cuộc sống. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, sự mất mát này sẽ tỏ lộ cho chúng ta một niềm tin. Đó là trong giờ nhiều người, nhiều gia đình đang tất bật để tổng kết một năm cũ và để chuẩn bị đón một mùa xuân cho năm mới. Đức bà một cách đặc biệt đã đưa bà rời bỏ quê hương tạm thời này để đưa bà đến vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để đón nhận không phải là một mùa xuân ở trái đất này nữa, nhưng là một mùa xuân vĩnh cửu ở trên nước trời. Và trong niềm tin đó, giờ đây chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin để nhờ lòng từ bi thương xót của Ngài sớm đưa linh hồn và Anna về với Chúa. Chúng ta hiệp ý để chúng ta cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân tràn chứa, trao dồi cho đã. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, bên trời từ bên
Thank you.
Chúa cha quyền, đồng ý bà Anna Chúa gọi về, cao tình liên đới với người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Chúng tôi, ban điều hành, ban trì trừ các giới họ Lan Nam, về đây xin chia buồn cùng tăng quyến, đồng thời xin tăng quyến cùng hiệp ý với chúng tôi để dâng lên Chúa những lời kinh tiếng hát. Xin về công việc điều làm và mục đích của Chúa Giêsu Kitô tha thứ mọi lỗi lầm cho bà Anna và sớm đưa bà về hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin hiệp ý với chúng tôi trong giờ kinh này. Xin Chúa thánh thần người thương tâm biết con ban xuống cho con hằng thân gian chứa trao rồi cho đáng ngôi thánh như tôi đó tiếng hát vậy nhiều điều ấy cùng các kiều hội thánh dạy chỉ con tin mừng và Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng. Cả ban quyền cho hội thánh nhà men. Lạy Chúa, con đông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con dự là đến ở nơi này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã ban mưa trên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Vì quý trọng danh người, người yêu tôi đi trên đường công chính. Chùa qua không lúng mồ sương, tôi luôn vui sướng. Thank you.
thưa tăng quyến, được tin bà Anna vừa được Chúa gọi về, chúng tôi đến đây để chia buồn cùng tăng quyến. Xin Chúa an ủi và ban sức mạnh, nâng đỡ tinh thần tăng quyến trong lúc thử thách này. Vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Phanxicô khó khăn đã nói. Nhưng con người chúng ta vẫn mang một trái tim nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, vẫn có những mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc, nhất là gia thành viên trong gia đình cùng một gia đình. Bởi thế sự ra đi của bà Anna là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi người trong gia đình quý vị. Chúng tôi xin được cảm thông và chia sẻ nỗi buồn đang đè nặng trên trái tim quý vị. Xin Chúa thương nâng đỡ các thành viên trong gia đình và ban sức mạnh cho tất cả quý vị. Xin người lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng và giúp chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna thân yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thương yêu hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao gửi cho nhan ngôi thánh đường, đói nghe lời con thiết tha, tình thương mê nắng u con ngày đêm, lần tâm giác hồn tràn ngàn ân yêu. Là đấng thông minh và chân thật, là phán truyền cho hội thánh Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con dự đạo đến ở nơi này, cho ngày sau được lên thiên đàng sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đứng phép tắc và lòng lành vô cùng, là phán nữa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đứng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đứng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng che hết mọi tội con, che hết mọi sự con dốc lòng chưa cãi và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lãnh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan trắng màu. Ôi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi,
thì nó vật. Ai yêu mến mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai thương mạng sống mình, coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì thầy theo thầy, thì hãy theo thầy. Và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày tròn một kiếp người, dù sống hay chết tin vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chúa đã biết con người chúng con được dựng nên bằng gì. Hôm nay linh hồn ông Na đã hoàn tất cuộc hành trình của mình, thì xin Chúa lấy quyền năng và tình thương mà cho Anna mai ngày cũng được sống lại với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin hãy đón tiếp linh hồn Anna vào hàng ngũ các thánh mà cho Anna cũng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi cũng xin được có đôi lời kính thưa ban điều hành giáo họ, kính thưa cộng đoàn và con trong giáo họ. Gia đình chúng tôi rất lên làm cảm kích trước cái nghĩa cử của ban điều hành giáo họ, cũng như toàn thể bà con. Ngay khi nghe tin mẹ bà của chúng tôi qua đời, ban điều hành đã rất nhiệt tình đến để giúp công này việc khác. Và hôm nay đặc biệt ban điều hành cũng như toàn thể bà con đã đến đây dâng lời kinh cầu nguyện cho mẹ bà của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin Chúa trả công cho quý vị, và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho mẹ bà của chúng tôi là linh hồn Anna. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
ban chân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cơn gió lớn tâm hồn tôi. Không gian chân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thảm ướt trong vẻ thưa quý ông bà cô cha. Con xin được thay lời các tăng cha xin được chân thành cảm ơn quý ông bà, quý anh chị là thông gia với gia đình chúng con và thông gia với mẹ đã vì tình thương mến mà đến đây xin lời kinh cầu nguyện cho mẹ của chúng con là linh hồn Anna. Chúng con chỉ biết nguyện xin Chúa thương đến tất cả mọi người, quý gia đình, ban xuống cho tất cả mọi người nhiều hồng ân của Ngài. Và xin Chúa cảm công bồi hồng cho tất cả quý ông bà và tất cả quý gia đình. Xin Chúa là cha nhân từ luôn đổ dồi dào hồng ân đến xuống tất cả quý vị. Một lần nữa con đại diện cho tăng gia xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà và tất cả quý các con. Chúng con kính cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Vì là sáng tạo nên bà Anna đã ban câu bà Anna được ơn tư sinh và muôn vàn ơn khác. Nay Chúa ngoài cho bà ban cho bà ơn chiến lành trong hội thánh Chúa. Xin mẹ Maria hồi sáng với trời và chư thần thần thượng biết cầu bầu nhắn nguyện cho bà Anna được tòa thánh thế. Chúng con cùng đầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lòng thành quyền xin là chân thành cảm ơn của cả các bạn. Hôm nay thực ra là chúng tôi rất là cảm mến các bạn. Chúng tôi nhìn thấy các bạn họ mặc hàng năm trên hình ảnh. Và hôm nay chúng tôi nhìn thấy các bạn trước mặt chúng tôi vì một tình cảm, vì một ý nghĩa từ mà mẹ của chúng tôi được Chúa gọi về, các bạn đến đây để thưa lời kinh cầu nguyện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Và chúng tôi cũng cầu mong cho các bạn luôn được sức khỏe để có dịp chúng tôi sẽ gặp được các bạn hàng năm. Xin chân thành một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Thank you.
nếu không thầy đã nói với anh em rồi, vì thầy đi dọn đường chỗ cho anh em. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và thầy đi đâu anh em biết đường rồi. Thiên Chúa là Cha yêu thương, hằng quan tâm đến đời sống của con cái. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin với Ngài cho bà Anna và tất cả chúng ta. Lạy Chúa, trong khi còn sinh hoạt tại thế, vì yếu đuối, bà Anna đã xúc phạm tới Chúa và có lỗi bổn phận mình bất cứ cách nào. Xin Chúa là Cha rất nhân từ, tha thứ cho linh hồn bà Anna. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tà sáng nữa, Cha trị đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng sinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô chịu đóng. Bạch giáo sư, kính thưa ban trị sự, kính nhất về giáo họ, buổi giới thiệu đầu giáo sư, và tôi xin được đại diện cho tất cả tăng quyến xin chân thành cảm ơn ban trị sự, buổi giới thiệu giáo sư cũng như ban điều hành kính giáo họ giới thiệu đầu vì tình thương mến, vì sự liên đới mà quý chị em quý vì đã đến đây để thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Anna Na, thay lời cho tang quyến xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị lần nữa đã nhận lời mời đến chân thành. Lòng người mong ước ngày sau
chúc mừng. Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đền trả. Mẹ ơi con lay
Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thượng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Vậy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Vì con đau buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thanh giá chết và tan xa xuống ngục tổ tâm ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự vĩnh hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh nhân có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thầm nhận lời con kêu van. Hãy ơi đến ngày hãy trông cậy người cho liền, vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm nhân người thay thầy. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho cõi tu mục và được yên. Amen. Xin Anna mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời, xin Chúa nhầm lời chúng con. Kính thưa mẹ, con kính cháu, con đôi lời trước khi đưa mẹ tới nhà thờ lần cuối cùng. Kính thưa mẹ, con nghĩ rằng cả cuộc đời mẹ rất vất vả và khổ cực. Những vất vả và khổ cực đó là vì các con, vì các cháu. Mẹ còn 15 người con, 50 người cháu, 28 người chắc. Nhưng thực ra hôm nay đứng ở nơi đây cũng không được đầy đủ. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, có lẽ mẹ cũng biết rồi. Những người không về được cũng đã thầm thì với mẹ. Anh chị em chúng con thì còn một thời gian ngắn nữa là không bao giờ nhìn thấy mặt mẹ. Trước lúc đóng nắp quan lại để đưa mẹ tới nhà thờ, con xin lỗi mẹ
hay cho tất cả anh chị em, các con cháu trong thời gian mẹ gần gũi, mẹ sống với chúng con. Chúng con đã mất lòng mẹ, mất lòng bà. Trước giờ phút này, con cũng xin mẹ tha thứ cho tất cả mỗi người chúng con. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến. Chúng con không được gặp mẹ, không được mẹ mừng tuổi, không được chúc Tết mẹ. Còn nỗi buồn nào hơn? Khi chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, mà chúng con phải đưa mẹ đi ra nghĩa trang, đau xót lắm. Có lẽ mỗi người chúng con cũng đau đớn cái lòng như con hiện tại. Nhân tiện đây, con cũng thay lời cho tất cả anh em con cháu xin được mừng tuổi mẹ, bước sang năm 90 tuổi, nhưng mà là năm cuối cùng trên dương thế. Mẹ không lì xì cho chúng con những đồng tiền, những cái quà, cái bánh trong dịp Tết. Nhưng chắc chắn trong Tết này, mẹ sẽ lì xì cho chúng con bằng những lời cầu nguyện, những ân tình mà mẹ dành cho chúng con trong dịp xuân này. Con tin chắc là như thế. Và trước lúc chào mẹ thì con cũng muốn xin mẹ hãy thương đến tất cả chúng con. Và mẹ về với Chúa, xin mẹ cầu bầu cho con cái của mẹ, cháu chắt của mẹ, những người vì điều kiện này, điều kiện khác mà không có mặt trong giờ phút này trước thi hài của mẹ. Một lần nữa, con thay lời cho anh chị em, xin mẹ tha thứ lỗi lầm cho chúng con, cho các cháu chắc. Chúng con tạm biệt mẹ. Xin dấu ăn năn con
nơi tối hôm, trọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mai những khi u sầu, còn được tình cha xót thương nhiều. Cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng trời với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mai những khi u sầu, con được tình cha xót. Thưa toàn thể tăng quyến và anh chị em, đời người là một chuyến đi tìm hạnh phúc vô biên. Đối với chúng ta, hạnh phúc vô biên đó chính là Thiên Chúa. Ngài cùng đích một cuộc đời chúng ta. Thánh Agustino đã từng nói: lạy Thiên Chúa đứng đại diện lên cho con Ngài, linh hồn cho con chỉ có thể biết thao thức khi nào con được nghỉ yên trong Chúa. Cụ bà Anna của chúng ta đây có 90 năm sống trên cõi dương gian là 90 năm. Cụ Anna đã từng khao khát tìm kiếm Ngài, và hôm nay kể như cụ Anna đã hoàn thành cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Cụ Anna đã đạt tới đích, và chắc hẳn lúc này linh hồn Anna của chúng ta đã được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa trên cõi phúc thiên đàng. Tuy nhiên, thi hài của Anna thì còn lưu lại với chúng ta lâu hơn nữa. Nhưng vì là xác đất vật hèn hay hư nát, nên dầu muốn dầu không, chúng ta cũng phải chấp nhận cảnh biệt ly với của Anna. Với lý do đó, giờ đây chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho Anna, để thân xác Anna cũng được ra đi bình an trong Chúa. Mẹ, chỉ còn một vài giây phút nữa là chúng con không bao giờ thấy mặt mẹ nữa. Một lần nữa, con xin được thay lời cho tất cả các con, các cháu. Xin được vĩnh biệt mẹ. Và khi mẹ về với Chúa, xin mẹ cũng thương nhớ đến các con, các cháu, các chắc của mẹ. Vì cả một cuộc đời của mẹ đã vì con, vì cháu. Vì con nghĩ rằng khi mẹ về với Chúa, chắc chắn mẹ cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cho con cháu của chúng con. Và tất cả chúng con xin được cúi đầu chào mẹ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi đứng vui tiên cười, lưỡi tôi vang lời ca tinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sau ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Toàn dân tung hô, tôi vẫn vinh phúc. Đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Người người lại gần sờ vào khoang quần. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: này người thanh niên, bà ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao cho anh ta cho bà mẹ.
mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện. Được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hàng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều. Hàng ngày con gặp được Chúa, ngày con tìm gặp Chúa chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đêm trường. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập chân. Hàng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu biểu sắc sơ bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi màn đêm phủ đầy. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, im niềm phố đêm buồn vui phần người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con
đời ngài còn vẫn nhớ luôn. Ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên. Yêu ngài là yêu anh em. Lời ngài còn vẫn nhớ luôn. Con biết bao năm rồi, lấy thánh tâm ngài tình yêu vô biên. Tình ngài yêu con cao hơn mây trời, tình ngài yêu con ai đâu sánh vi. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thánh tâm ngài tình yêu cao vời. Tình ngài dâng cao như muôn sông trao, tình ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lấy thánh tâm ngài tình yêu vô biên. Tình ngài yêu con ái suy cho vừa, tình ngài yêu con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân, để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân, để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ hồn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trong cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đôi phần. Phần người từ trong tiếng khóc, một mái tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm chẳng nghĩ ra rằng
Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và những tâm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, cha Thầy sẽ tôn vinh người ấy. Bấy giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin hãy tôn vinh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán rằng, ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Anh chị em, Văn Hào Vittorio đã tâm sự thế này: mùa đông ở trên đầu tôi, nhưng mùa xuân vĩnh cửu ở trong lòng tôi. Tôi càng đến gần biết bao nhiêu, tôi càng nghe những hòa khúc tuyệt vời của thế giới tương lai bấy nhiêu. Nửa thế kỷ qua, tôi đã viết những ý nghĩ của mình thành văn, thành thơ, nhưng tôi cảm thấy mình chưa nói được một phần ngàn điều trăn trở trong tôi. Khi xuống huyện, tôi sẽ kết thúc công việc ban ngày, nhưng một ngày khác sẽ bắt đầu sáng hôm sau. Cuộc đời xếp lại vào buổi hoàng hôn, nhưng mở ra ở buổi bình minh. Vâng, mùa đông ở trên đầu tôi, nhưng mùa xuân vĩnh cửu ở trong lòng tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cách đặc biệt với gia đình Tam Quyến, chúng ta đang ở trong bầu không khí mà tất cả mọi người đang chuẩn bị tất bật để đón xuân. Và khi người ta đang tất bật chuẩn bị đón xuân đó, người ta hình như quên đi cái cuộc sống thiêng liêng hướng về Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu. Khi tuần trước tôi được ông câu báo tin, cha ơi, có bà Hồ muốn sức giàu. Thế rồi tôi đã đi sức giàu. Và lần này không phải là lần đầu tiên tôi sức dầu cho bà. Mấy lần sức dầu trong hình thánh viếng thăm bà, cái điều mà bà hay nói với tôi rằng, thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con. Vâng, đó là một sự chuẩn bị. Đó là một sự chuẩn bị cho mùa xuân bất diệt. Chúng ta hưởng mùa xuân này, nhưng đâu biết rằng mùa xuân đến, đâu phải ai cũng thấy trong lòng vui tươi hớn hở đâu. Có nhiều người bảo với tôi rằng,
Ôi đừng tết cha. Tết Chúa thật là ân thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài thương Chúa, dù ân thánh thần Chúa, anh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Giêsu Kitô cho chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ăn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận đây mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp các con. Thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhấn lên mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Để kiến toàn hội thánh trong đức mê cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là bà Anna, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em hãy được vào ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm được trên được các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xin đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Thank you.
và xin cho linh hồn người chị em này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi là được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì một tử thân lành mắc bên vai người chị em này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chung hoàn hành với các thánh trong toàn hầu phần nguyên vuông muôn đời. Lạy Cha thiên thời, chúng con xin phó chung linh hồn người anh em, người chị em chúng con trong tay Cha, với vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết. Như mọi người đã chết trong Chúa Kitô, chúng con cảm tạ Cha vì những ơn huệ. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này mà sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
thân tôi là cát bụi trên đường ai biết đâu, thân tôi là cát bụi chìm theo năm tháng dài. Ngài tìm thấy thân tôi chỉ là bụi cát thôi, nhưng đã nâng niu, nhưng đã yêu tôi, cho tôi bao ngỡ ngàng. Mang thân là cát bụi lần vào sâu chân hoang, thân tôi là cát bụi vùi sâu theo dấu đời. Ngài tìm thấy thân tôi đầy tràn những ước mơ, nên đã đưa ta, nên đã đưa tôi đi trong lối dơ dài. Tôi đây chính là bụi đất, nhưng vẫn tin luôn, nhưng vẫn tin Ngài hằng thương tôi mãi. Tôi đây chỉ là cát hoang, Ngài hãy thương tôi, Ngài hãy thương tôi, thương tôi muôn đời. Thân tôi nào có gì nhưng là một cánh hoa, thân tôi nào có gì mỏng manh trong nắng hồng. Ngài tìm thấy thân tôi chẳng còn hương sắc chi, nhưng vẫn thương yêu, nhưng vẫn yêu tôi trong đôi tay của Ngài. Mang thân là hoa dài giữa ngàn lá muôn cây, mong manh chờ gió chiều tàn phai rơi xuống đời. Ngài tìm thấy cho tôi đầy tràn những mến thương, nên đã giang tay, nên đã trông chờ mong mau đến với Ngài. Tôi đây chính là bụi đất, nhưng vẫn tin luôn, nhưng vẫn tin Ngài hằng thương tôi mãi. Tôi đây chỉ là cát hoang, Ngài hãy thương tôi, Ngài hãy thương tôi, thương tôi muôn đời. Trên đường ai biết đâu, thân tôi là cát bụi chìm theo năm tháng dài. Ngài tìm thấy thân tôi chỉ là bụi cát thôi, nhưng đã nâng niu, nhưng đã yêu tôi, cho tôi bao ngỡ ngàng. Mang lần vào sâu chân hoang, thân tôi là cát bụi vùi sâu theo dấu đời. Ngài tìm thấy thân tôi đầy tràn những ước mơ, nên đã đưa ta, nên đã đưa tôi đi trong lối dơ dài.
chính là bụi đất, nhưng vẫn tin luôn, nhưng vẫn tin Ngài hằng thương tôi mãi. Tôi đây chỉ là cát hoang, Ngài hãy thương tôi, Ngài hãy thương tôi, thương tôi muôn đời. Tôi đây chỉ là cát hoang, Ngài hãy thương tôi, Ngài hãy thương tôi, thương tôi. Chúa, vậy chúng ta xin gửi thân xác người chị em này cho lòng đất.
để thân xác này trở về nơi mình đã xuất phát ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Đức Kitô Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em của chúng ta đây. Chúa đã bắt thương Lazaro trên, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời phân hôi, xin thương đưa người chị em chúng con về trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong việc mình máu thánh Chúa. Xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người chị em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ chúng con được an ủi trong đức tin và hướng lòng trông cậy vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhậm đời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên thì đến thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc làm. Để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với công đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời đều Chúa chấp tội. Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu, nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu Chúa xin cho linh hồn Anna được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Trọng kính Cha quản sứ, kính thưa quý ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý vị các ban ngành và hội đoàn trong giáo xứ, ban điều hành họ và bà con họ Y Tài, cùng toàn thể bà con sống hiền và thân hữu gần xa, mẹ bà phụ của gia đình chúng con là bà Anna Nguyễn Thị Liều, sinh năm 1930 tại Hưng Nguyên, Nghệ An, đã được Chúa thương gọi về lúc 5:10 chiều ngày 19/1/2020 tại Yên Đài Vinh Trung, hưởng thọ 90. Sau đây cho phép con được thay lời cho tăng chủ cùng toàn thể tăng quyến nói lên tâm tình của chúng con. Kính thưa Cha, cùng hết thảy mọi người, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không ai mong muốn ngày mai phải dàn dùa trong nước mắt và chia ly. Vậy mà điều đó lại xảy đến với gia đình chúng con, nhất là cái Tết đang cận kề. Nhưng trong lúc hoàn nạn đớn đau này, chúng con vô cùng biết ơn những tấm lòng, những bàn tay đã quảng đại giang ra để cùng chúng con lo cho nỗi đau thương bí cực này.
chúng con đã nhận được từ cha quản sứ những lời sẻ chia đầy nhân từ của người mục tử. Chúng con đã nhận được từ quý ban ngành hội nhóm đoàn thể đã đến phúng viếng chia sẻ và đọc kinh cầu nguyện. Chúng con đã nhận được sự thông viếng bùi an của quý cha tiền nhiệm, quý cha bạn hữu, quý thầy cô, đại diện cơ quan chính quyền. Chúng con đã nhận được những vòng hoa tươi đẹp của bà con nội tộc, quý thông gia, bà con cháu. Chúng con đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ của bà con thân hữu xa gần. Đặc biệt hôm nay, cộng đoàn và cha đã hiệp dâng thánh lễ và đưa tiếng mẹ, bà, cụ của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chẳng biết lấy lời nào để cảm tạ cha, để tri ân mọi người cho xứng. Chúng con chỉ biết cầu xin lòng nhân từ của Thiên Chúa xét trông và trả công bồi hầu cho cha quản sứ và hết thảy mọi người. Kính thưa cha và toàn thể quý vị, trong suốt thời gian còn tại thế, người mẹ, người bà của chúng con chắc hẳn đã có những điều thiếu sót với cha, với bà con, xóm giềng, bà con thông gia và mọi người. Giờ đây xin cha và mọi người dùng tình tha thứ, bỏ qua và thiên lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ và chúng con sớm được về chốn an lành đời đời. Trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sơ suất, thiếu sót thì cũng xin được cha và mọi người thêm lòng bao dung mà thông cảm cho chúng con. Mùa xuân đã gần đến, cái Tết đã gần kề. Trước lúc dứt lời, con xin được đại diện cho gia đình được chúc cho cha và toàn thể mọi người được hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý. Gia đình chúng con cũng có bữa điểm tâm tại nhà sáng nay. Chúng con xin kính mời quý bà con thân tộc, họ hàng, quý ông bà thông gia, quý bà hữu xa gần cùng quý vị về dùng bữa điểm tâm sáng với gia đình chúng con. Xin trân trọng kính mời. Bây giờ chúng con nhìn thấy hình ảnh này, thi thể mẹ của chúng con đang nằm trên đất. Con cũng xin được xin phép cha và cộng đoàn cho con một đôi phút để tâm tình với mẹ và kính thưa cha và toàn thể quý vị. Hôm nay tôi xin đại diện cho gia đình có vài lời trước khi tiễn biệt mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Dẫu chúng ta ai cũng biết rằng sinh lão bệnh tử là vòng luẩn quẩn của kiếp nhân sinh, nhưng giờ đây trước giờ tiễn biệt, chúng tôi là con cháu được nói đôi lời để ghi nhớ về cuộc đời, về công lao của mẹ đã tạo cho chúng tôi nên vóc nên người ngày hôm nay. Mẹ già như chuối già hương, như xôi nếp ngọt, như đường mía lâu. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi đã được nghe là rằng cuộc đời của mẹ của chúng tôi rất tuổi thơ rất khốn khó. Năm 17 tuổi mẹ đi lấy chồng, năm 18 tuổi mẹ sinh con, năm 20 tuổi mẹ cùng gia đình đi cư vào Nam lập nghiệp. Mẹ đi thân cỏ làm lội bờ sông, kiếm gạo cùng chồng, tìm thóc mì no, đáng với con khôn lớn. Thế rồi vài đứa con nữa lần lượt ra đời. Bên ráo con nằm, bên ướt mẹ lăn. Bao nhiêu khó khăn và gian khó, hai vợ chồng với đôi bàn tay trắng
biến sỏi đá thành cơm gạo nuôi con. Ngày con khôn lớn dựng vợ gả chồng, mẹ mừng mừng tủ túi. Cuộc đời cơ cực thăng trầm đã qua, con cái bây giờ đã lớn rồi, cha chúng tôi cũng theo Chúa bỏ mẹ mà đi. Và hôm qua là ngày giỗ của cha của chúng tôi, hôm nay mẹ ra nghĩa trang. Đời mẹ chỉ còn là những đêm cô đơn và trống vắng. Cuộc đời có bao giờ được như ý, là một lần nữa các con lại đi xa. Ba đứa định cư ở Mỹ, một đứa đi làm ở Úc. Còn con gái út lâu lâu phải lên Sài Gòn để trông cháu. Xa nơi nhà ở rất xa, những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, chuông nhà thờ vọng lại những dư âm buồn. Mẹ nhớ các con, mẹ thì áo ước như ngày xưa, những đứa con quây quần bên mẹ, gọi về bằng hai tiếng thân thương, mẹ ơi. Nhưng bây giờ còn đâu nữa, mẹ thèm lắm những lời nói yêu thương, nhưng chúng đã gặp, nhưng chúng đã xa mẹ mất rồi. Bởi cuộc sống mưu sinh, mẹ không hề trách móc, mẹ vẫn cảm thông và chia sẻ. Nhưng đối với mẹ bây giờ, chả có gì đáng quý bằng một mái ấm tình thương, nơi đó có đầy đủ các con như những ngày còn khó khăn gian khổ. Rồi một ngày tuổi già ập đến, bước chân run rẩy sớm trưa, ngày xưa mẹ đã đi hàng trăm cây số, sao bây giờ không lên bước đến được nhà thờ. Mỗi một lần nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại, mẹ chấp tay nguyện cầu. Chúa phù hộ các con tôi. Nhưng rồi một ngày mẹ không còn sức nữa, như ngọn đèn dầu vụt tắt, và sự sống của mẹ cũng vụt tắt theo. Mẹ vẫn cảm ơn đời vì cho mẹ có các con. Vòng tay mẹ vẫn luôn luôn bao dung rộng mở, ôm yêu thương che chở cho con mình. Từ đây chả biết mọi đời, nguyện về trời với Chúa trọn đời thương yêu. Tất cả các con, các cháu, các chất đứng trước thi thể của bà, của mẹ, của cụ, chúng con xin cúi đầu chào biệt mẹ và bà cụ. Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Ôi thân phận của con người, mùa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc đi qua mau, núi biết chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Ôi muôn sự đều hão huyền, già trẻ và đạo điên, một điều vững bền thiên thu, đức kính yêu Chúa trời. Mau quay về cùng Chúa trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tôi lỗi nguyện lui
Chúa sẽ thương hãi hà. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi, cho một mai người sẽ trở về bụi cho. Phải hiểu anh